Ok, hôm nay Vân rất rất là excited để chia sẻ với anh chị về một cái đề tài làm đẹp. Mà đề tài làm đẹp thì hầu như ai cũng có nhu cầu hết, đúng không? Ai trong chúng ta cũng muốn mình trẻ khỏe đẹp hết, đúng không? Đặc biệt là sắc đẹp. Tại vì ở trong bên trong mình không biết làm sao, nhưng mà bên ngoài tự nhiên nhìn mình tươi trẻ nè, nhìn mình fresh nè, nhìn mình đẹp thì tự nhiên là hấp dẫn trước đi, rồi sau đó tính sau, đúng không? Rồi, chị em phụ nữ mình rất là mê đẹp đúng không? Thì nếu như mà có một cái cách mà có thể giúp mình vừa khỏe, vừa trẻ, vừa đẹp, đặc biệt là càng ngày càng đẹp thì mấy chị nghĩ như thế nào? Hôm nay là Vân sẽ có một người khách mời rất là đặc biệt. Chút xíu là cho mấy chị đón tuổi nha. Mỗi lần thấy thấy chị là thấy khác, rất là khác luôn. Nếu như có cách để có thể giúp da mình càng ngày càng trẻ thì các bạn có muốn không? Mấy chị không thể tưởng tượng là cái sự trẻ của chị. Vân rất là may mắn là lần này lần thứ ba rồi Vân mới mời chị lên được đó. Trước hết là em xin mời chị giới thiệu chị là ai, tên gì, đến từ đâu để cho mọi người có thể biết sơ về chị. Ok, chị là Tutum Freeman ở Kansas City, Missouri. Chị hồi trước là chị làm về búp bê. Nhưng mà năm nay là chị hy vọng là sẽ chuyển qua, từ từ sẽ chuyển qua làm hết về nu skin. Đó, thành ra là rất rất thích cái này, tại vì càng dùng càng sản phẩm càng thấy mình càng khỏe, và cái sự hiện diện của cái sự mà biểu diện của nơi cái khuôn mặt của mình, và cái cách cái sinh lực của mình, tự nhiên mình thấy nó dồi dào quá, thành bây giờ nó mê quá rồi, giờ bỏ không được nữa rồi, là cứ phải chạy theo thôi. Mấy chị đoán thử tuổi của chị Tâm nha. Chị có thể đoán thử coi tuổi chị Tâm bao nhiêu. Okay. Không ai đoán ra đâu. Ok, chị Tâm có thể bật mí chút xíu là năm nay chị bao nhiêu tuổi Bây giờ năm nay là chị 74 tuổi rồi, 74 tuổi rồi. không? Ừ, mới có u 74 thôi. Nhưng mà dùng sản phẩm này rồi tự nhiên thấy mình càng ngày càng khỏe ra, rất là khỏe, rất Cảm khỏe, thành ra mình không có thấy mình mệt mỏi mà làm việc nguyên ngày, như cả ngày hôm nay chạy nguyên ngày. ơn. Chị có cái câu chuyện sức khỏe rất là hay, nhưng mà hôm nay mình sẽ phỏng vấn chị về cái câu chuyện sắc đẹp của chị ha. Là càng ngày càng trẻ, mà chị lần đầu tiên Vân thấy chị là Vân thấy trẻ rồi, nhưng mà không ngờ là mỗi lần thấy, mỗi lần mà về công ty hay gặp chị là cảm thấy chị trẻ hơn nữa. Và bây giờ nhìn cái hình hồi hôm qua chị đăng lên mình hết hồn. Mới biết được là cái tuổi của chị Tâm là 74 rồi nè. Và hiện giờ mấy chị nghĩ là chị Tâm trẻ hơn bao nhiêu tuổi? Theo em là chắc chị Tâm trẻ hơn ít nhất là 15 tuổi. Ít nhất 15 tuổi là có rất là nhiều người đón chị khoảng 50 mấy đúng không? Đúng rồi, 50 mấy tuổi. Dạ. ngày hôm qua đó có hai cậu đó là học trò ở bên Kenya, nó nói chị là mới có 40 45 rồi, rồi hồi ngày hôm nay cũng đi gặp cái cô kia, cô nói có mới có 45, thì nhiều khi mình không biết là tại họ còn trẻ, họ không biết làm sao, đúng không? Nhưng mà nó nghe không là mình cũng cũng vui rồi, mình nghe không là vậy là mình cũng vui rồi. Ok, có người đón chị 57, 58 Năm bảy năm ha, tám cũng là trẻ hơn mười mấy tuổi đúng không? Thì bây giờ là cả nhà có muốn biết bí quyết của chị không? Thì em mời chị là có thể chia sẻ bí quyết làm sao. Ok, cái gì Đây mà chị đang xài và có kết quả? đây đây cái máy này đây, mê lắm, làm cho cái da mặt mình đó, nó càng ngày đó nó co lại đó, thành ra nó săn lại. Nhưng mà cái này nè nhận được từ xài từ hồi tháng cuối cuối tháng 11 tới giờ đó, tự nhiên lần đầu tiên chị dùng đó, chị thấy sao mà cái da làm xong rồi sẽ thấy cái da nó mịn mà nó rất là mềm mại. Nhưng mà cái ngạc nhiên là cái qua ngày hôm sau đó, không biết tại sao mà thấy mình một cách, cái da mình nó sáng một cách lạ lùng, thành ra chị nói mê quá, kiểu này chắc phải làm nữa. Thành ra chị làm liên miên, một ngày cứ hai lần là chị làm liên miên, không bao giờ bỏ một lần nào hết. Rồi tới lúc mà ngày hôm kia đó chị chụp hình đó, chị mới thấy cái sự khác biệt, mà chị cứ nghe người ta nói ủa tại sao dạo này sao thấy mày trẻ vậy, phải không? Mỹ Việt gì cũng 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 nói như vậy hết á. Cái chị mới nói thôi giờ chắc mình phải đi chụp hình, mình coi tí chụp hình đó rồi mới thấy là cái sự khác biệt của mình đó, thành ra rất mê. Và không không đừng có quên cái này nha.
Essence Ultra, True Face Essence Ok. Ultra đó, sản Ờ, cái phẩm đó đó nó mình làm cho sẽ săn mình lợi đó, nó làm săn xem thành nó lại. mê lắm, mê lắm, mê lắm, mê lắm. Tại vì trước đây là em đã thấy chị trẻ rồi, nhưng mà bây giờ lại nhìn Dạ chị khác hơn nữa, thì là cái máy rửa mặt siêu thông minh đúng không? yeah. Mê lắm, nó làm cho cái da mình mà nó sáng mà nó mịn mà nó rờ. Mình cho mấy cái người mà họ gặp mình mà họ khen đó, nên mình có nói chứ cho rờ mặt thử này. Thường thường đâu có ai muốn mà cho thiên hạ mà rờ mặt mình đâu, mình nói muốn rờ tay này cũng được, muốn lấy tay này cũng được, hoặc là muốn muốn giờ cái này nè, rờ thử đi, rờ thử đi, còn muốn không thì để tôi lấy cái mặt của Sợ tôi cái nè, mặt đụng hay vô ghét cái thì mặt của sợ. bà, thấy cái mặt của tôi đụng đụng vô cái mặt của bà coi chịu được không. Trời ơi, nó nói trời ơi tại sao mà mịn màng vậy đó. Thành ra là chị biết là cái đó là cái đó là dưới cách người ta thấy rồi mà người ta tiếp nhận được cái sự cảm nhận của họ được là cái làn da của mình như thế nào đó, thành ra nó họ tiếp tiếp nhận được dễ dàng hơn vậy đó. Wow. Ok, mấy anh chị có tập trung 3 sản phẩm thôi chị ha. Tập trung nghĩa là cái này thì nó làm cho da săn lại ha, nó đẩy lên ha, rồi cái này đó thì nó rửa sạch, thành ra nó kéo ra hết những cái chất bẩn mà dưới 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 dưới, dưới, dưới da của mình đó, nó kéo lên từ từ, nó kéo ra nó sạch ra thành cái mặt mình càng ngày nó càng sáng ra. Ta nhìn ra người ta nói chứ cái mặt tự nhiên nó thấy cái không phải là cái hào quang nhưng mà cái thấy cái da mặt mình nó sáng sủa đó, thành ra họ thích, họ thích lắm là nhờ cái máy này đây. Chị mê lắm, chị mê lắm, ai nói gì Ok. nói chứ bây giờ mê lắm. Ok, Vân sẽ nói sơ cái công dụng đi sâu hơn chút xíu nữa nha mấy anh chị. Thì như mấy mấy anh chị biết đó, là chị tâm tập trung vào ba cái sản phẩm này mà có thể giúp cái da của chị càng ngày càng trẻ hơn. Thì Vân sẽ nói sơ về ba cái công dụng. Cái thứ nhất á là như chị nói đó, là cái máy facial spa này công dụng của nó là săn chắc mấy anh chị. Săn chắc da và ủi những nếp nhăn, giống như chị Tâm đó. Mấy chị thấy chị Tâm có nếp nhăn không? Không thấy nếp nhăn luôn á, trời ơi, 70 mấy tuổi rồi, u trên 70 rồi đó mà không thấy nếp nhăn. Ok, và mình đó là mình 30 35 tuổi là mình đã thấy nhăn rồi, thấy thấy bọc mỡ, thấy tùm lum nó tự lưa hết rồi. Nhìn chị Có người phải hỏi nhìn chứ lưa có đi lưa làm chứ. mà có sửa da mặt không á, có đi kéo da mặt không, chứ nó tiền đâu mà kéo, xài với cái Cũng đang này hỏi nè, xài với cái này đó. đang hỏi chị đó, có sửa da da mặt không. Không, Chị nói tiền đâu có lương kéo cao. da được. Không có. Thì mấy chị là cái này nó sẽ giúp nâng được cái cơ mặt, săn chắc cái da và nâng được cái cơ mặt và giảm nếp nhăn. Ok, Dạ. tái tạo lại cái làn da của mình rất là tuyệt vời. Và ai mà những da mà bị lão quá rồi đó, nó sẽ chỉnh sửa lại cái da của mình. Ok, và những cái da mà trên 35 tuổi là bắt đầu bị lão quá rồi đúng không, thì nó sẽ giúp Đúng vậy. tái tạo lại, chỉnh sửa lại, săn chắc hơn. Da của em cũng vậy, càng ngày càng săn và nó như là nó giống như là chị nói đó, người ta cũng hỏi em có phải là sữa không. Sữa gì mà sữa. Ok, giả lại ai mà có cái nọng á là nó cũng sẽ giúp để Giúp đánh được tan cái nọng đỡ, dưới cái đỡ lắm, cổ mình, đỡ nếp lắm. nhăn nữa. Chị có thể cho tụi em coi cái cổ chị không? Đó, mấy chị thấy cái cổ không? Căng. Thường á là người ta xài cái mặt không, người ta quên cái cổ. Thì cái cổ mình Đúng là rồi, để nói lên ôi cái không, tuổi của cái cổ không có thể nào quên được hết, cái cổ không thể nào quên được hết, mình. cái cổ là cái extension của cái mặt mà, thành ra lúc nào chị cũng thoa với này hết, thành cái đó là cái sản Ok. phẩm kia. Rồi, đây là cái sản phẩm mà chị em mình không thể thiếu ha, đặc biệt là chị Tâm và em. Không thể thiếu. Rồi, cái sự khác biệt á, sự khác biệt giữa một thời gian 2 tháng này thôi mà thấy cái mặt của chị rất là khác là nhờ cái máy Lumi Spa này hỗ trợ Liên. Và cái máy Lumi Spa này nó có 7 công dụng mấy chị, 7 cái công dụng. Và để Vân nhớ nha, săn chắc nè, khép lỗ chân lông nè, làm mịn da nè, rồi nó sẽ giúp cho cái da của mình nó nâng được cái cơ và săn hơn nữa mấy chị, săn hơn nữa. Nó Và cái tẩy việc những cái mà chất độc từ phía dưới da đi lên, nó tẩy được từ, nó kéo những nó chất rửa dơ rất là bẩn. sạch, nó hút được những chất dơ dưới lòng da, dưới lỗ chân lông của mình. Và nó khi mình rửa rửa xong á, mình sẽ thấy được cái bẩn, cái nhờn, cái make up, cái bẩn nó dơ nó nằm hết trong này. Và khi mình rửa cái mặt rồi, mình cảm giác thấy cái mặt của mình nó sạch mà nó giống như mặt của em bé vậy chị ha. Đúng rồi. Và
khi mà tối mình rửa đó, sáng á mà mình rờ lại cái da của mình á, nó căng cứng ngắc à mấy anh chị, cái cảm giác rất là không 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 biết làm sao mà để diễn tả nữa, cho nên bản thân của em cũng rất là mê luôn. Thì đây là cái sản phẩm mà công ty chỉ nói là rửa mặt thôi, làm cho mịn da, cho sạch da thôi, nhưng không ngờ là khi mình trải nghiệm mình mới thấy được là cái công nghệ của nó rất là tuyệt vời hơn nhiều 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 luôn mấy anh chị, không thể thiếu nếu thật sự Không muốn thiếu, cái da của mình không đẹp. thiếu, không thiếu, Ok, không xác thiếu, nhận trời là không ơi, thiếu rồi. Một không cái thiếu. nữa đó là chị Tâm mention đó, chị Tâm nói là về cái viên, cái này là Vân hay nói là viên thuốc tiên đó. Tại sao Vân nói viên thuốc tiên là chỉ có viên này. Mẹ của em đó thì mẹ rất là lười xài cái máy này, mẹ chỉ có xài cái rửa mặt cleansing tone với cái này thôi mà kết quả cũng cũng rất là tốt. Và cái này Vân hay gọi là viên thuốc tiên là tại vì nó nâng được, nó tái tạo lại cái sự đàn hồi của da và nó cũng giúp cho nâng cơ. Mấy anh chị biết là Nó làm càng săn lớn lại hết, tuổi, nó săn lại. dạ đúng rồi, giống như mình càng lớn tuổi thì mình bị chảy xệ đúng không, mình bị nhão, cái da mình nó bị nhão. Đúng Mấy rồi. anh chị thấy đứa con nít đó mà mình nựng nó đó, mình ngắt mặt nó thì nó trở lại bình thường liền ngay tức khắc. Còn mình mà khoảng cỡ 40 tuổi trở lên thì mình ngắt một cái coi chừng là nó nằm luôn tại chỗ nó không có đi lên. Thì cái này nó sẽ giúp, vì sao như vậy là tại vì cái sự đàn hồi của mình nó giảm dần rồi, Đúng nên nó không còn cái sự đàn hồi giống như hồi trẻ nữa. Thì cái rồi. này nó sẽ giúp tái tạo lại cái sự đàn hồi của da của mình, nó làm cho da của mình săn hơn giống như một đứa bé vậy đó, nó Đúng mịn rồi. mà nó săn, hỗ trợ rất là tuyệt vời luôn. Và vẫn có rất là nhiều người mê cái này, ghê mê lắm luôn. Thì ba cái sản phẩm này giống như chị Tâm nói đó là đã giúp được cái da của chị rồi. Thì không biết là chị, nếu nói vậy thì không biết chị có dùng cái gì bên trong hay là cái gì khác để hỗ trợ thêm nữa không? Cái chị thích đó là cái life partner no and cái youth, age of youth. That's a must. Cái đó là phải dùng. Tự nhiên dùng một cái, tự nhiên con người mà nó có cái sinh lực lạ lạ lùng. Mà đó, thành ra nhờ như vậy nó có làm cho mình đi làm việc nguyên ngày, mình làm việc nguyên ngày. Gần như là một đêm chị ngủ nhiều lắm, chỉ là 4 đến 5 tiếng đồng hồ thôi. Mà sáng dậy một cái là cứ cứ dậy là tỉnh bon, vậy là dậy nhảy ra giường một cái là làm việc thôi. Nó không không, không nghĩa là chạy mà vừa 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 dạy học rồi vừa lái xe đi thăm những cái người mà họ bệnh đó, mình chia sẻ sản phẩm với họ rồi mình chỉ cách họ cả ngày đi như vậy. Thành ra là thích lắm, thích là mình giúp được người khác, mình giúp được người khác để họ 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 cải tạo được cái sức khỏe của họ. Thấy không? Rồi khi mà họ gặp được mình á, họ thấy được cái nhan diện của mình á, cái họ lại tin tưởng hơn nữa. Tại vì nó thể hiện ra, nó thể cái gì, nó thể hiện ra trong 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 cái mặt của mình đó, với cái cách đi đứng của mình nó cũng khác nè. Em nhớ không, 4 năm trước chị em mình gặp nhau, chị đi đó là còn còn đâu có khỏe khoắn như bây giờ. Bây giờ chị không ngờ, Chị có thể lái nó thay xe đổi. là 6 8 tiếng luôn đúng không? Em thấy nghe chị nói chị lái xe tiểu bang này tiểu bang kia một mình nha mấy chị. Một mình đó, bản thân mình chưa chắc chị lái ngày nổi hôm nữa đâu. nay chị đi vòng vòng á, chị lấy cái tầm 20 mấy cây số đó. 120 mấy Ngày hôm cây nay chị số đi đó chị. cái đó là Không biết. thường á, cái đó thường không có sao anh nha. Đó. Một người với cái tuổi trên 70 mà có sức khỏe như vậy và một cái làn da rất là đẹp, với có thể là Vân Vân Hi thì mới chỉ Nadia. khoảng ba năm mươi mấy thôi, mà năm mươi mấy chưa chắc gì có sức khỏe giống như chị nữa đó nha mấy anh chị. Và cái mà chị nói là life partner nào vậy Elox Juice á, Vân không phải nói sâu về cái đề tài đó nhưng mà Vân sẽ nói sơ thôi, là cái Elox Juice á có thể chỉnh sửa tế bào gốc mấy anh chị, vào trong và tác động trên 1.500 tế bào gốc trong cơ thể của mình, Đúng là rồi. tự nhiên trong khỏe ở ngoài trẻ, nó giúp được năm À, chục phần trăm rồi đó đúng chị. rồi. Đúng rồi. Nó đã giúp mình được 50% cái phần trẻ mịn của mình rồi, cộng thêm là mình xài những cái sản phẩm này nữa thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Và cái Life Hack Nano nó là thức ăn để nuôi dưỡng tế bào mình, đừng cho mình bị bệnh, đơn giản vậy thôi. Và em sẽ không nói về sâu nhưng mà em thấy được một số anh chị, ai có câu hỏi cho chị Tâm mấy chị cứ nhắn nha. Mấy bạn có bạn hỏi là có giảm nếp nhăn không? Dạ có. Okay. Giúp được nếp nhăn rất là tuyệt vời. Thấy cái mặt của chị Nhìn Tâm là nhìn tuyệt cái mặt này, nhìn mặt này, nhìn mặt này, vời. thấy chưa, thấy chưa. Đó. Nếu mà có được tài chánh cho phép xài được những sản phẩm cao cấp này thì rất là tuyệt vời mấy anh chị.
Rồi, lời cuối cùng chị có lời gì cuối cùng cho mọi người không? là chị chỉ khuyên là nếu mà mình mua sản phẩm mình nên dùng thường thường xuyên, thấy không, để có cái kết quả, chứ đừng có uống mà uống cũng 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 ngày được ngày cái rồi mua sản phẩm về để trưng không thì nó cũng không có kết quả. Thành ra chị yêu cầu là nên nên dùng thường xuyên để có kết quả vậy thôi. Tại vì Ok. sản phẩm quá tốt rồi, bây giờ mình chỉ dùng để mình thấy cái kết quả nó ra như thế nào. Thì đây thành ra bởi vậy cho nên bởi vì chị mới nói với em là cho chị lên chị chia sẻ đi để cho họ thấy cái sự Kiếm sống. tốt và khác biệt nó như thế nào, thấy không? Thành ra là Chị nếu được có như chị có vậy thể mới dở chị có thể dở cái mắt dạ kính chị ra cho tiệm thấy mắt rõ hơn đó. chút nữa. Đó. Thấy không? Đó. Không có nếp nhăn luôn đó, 74 tuổi. Ô là la. Thiệt là ganh tị quá. Em mà không sợ là em già hơn chị. Ok, Vui cảm ơn mà, một chị. khi mình vui đó tự nhiên cái người mình trẻ ra, mình vui là mình trẻ. Vui, vui cộng thêm cái vui nữa đúng không? Sản Đúng phẩm rồi, là đúng một rồi. chuyện nhưng mà cộng thêm là cái tư duy của mình là một cái tư duy tích cực. Dạ. Hăng say làm việc. Nói là mỗi tháng vẫn thấy cái doanh số của chị bán khủng luôn anh chị, phải nói là khủng luôn với một cái tuổi của chị. Mà tháng nào cũng doanh số mình bất ngờ đó, phải nói là bất ngờ, không dám nói nhưng mà bất ngờ luôn á. Năm Cho nay nên sẽ là nhiều hơn nữa, năm nay sẽ nhiều hơn nữa. năm nay sẽ là năm nhiều hơn nữa, trời ơi chị thấy chưa, người ta càng lớn tuổi người ta càng uể oải mệt mỏi không muốn làm gì, còn chị càng lớn tuổi chị càng Tại sung vì cái huyết thời để gian làm của sự mình biết có bao nhiêu, thành ra mình phải chạy, thấy không? dạ Mình biết mình thời gian ở trên trái đất này được bao nhiêu, thành ra mình phải chạy cho đó lẹ. giúp được nhiều người hơn chứ ha Đúng rồi, đúng à. rồi, đúng rồi, thích Dạ vậy. rồi, công việc vừa tạo phước vừa kiếm tiền chị ha. Đúng vậy, giúp đỡ nhiều người lắm, nhưng ngày hôm Dạ nay cũng về đi đi chạy đi giúp đỡ được nhiều người lắm. Thích lắm, thích lắm. cho nên thứ nhất là mình phải có cái tâm, thứ gì là mình phải có những cái gì đó trong tay thì mình mới giúp được người khác, kiến thức hay là sản phẩm gì đó hay là một cái gì đó thì mình mới cống hiến, mình mới cho, mình mới giúp được đúng không chị? Đúng rồi, Ok đúng rồi, rất là cảm ơn chị Thu Tâm hôm nay đã cùng em chia sẻ. Nếu như anh chị nào mà có bất cứ câu hỏi gì cũng có thể nhắn tin cho Vân hoặc là chị Tâm hoặc là ai đó chia sẻ cái Facebook này ra, thì mấy chị cũng có thể nhắn tin cho họ, họ có thể giúp mấy chị để tư vấn cho Gia ha. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị và cảm ơn chị Thu Tâm. Rồi chào tạm biệt cả nhà. cảm ơn Chị phải mấy khác địa em mấy vị cháu. một đường đi nhưng mà rất là an lạc. Ok.